Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, tỷ giá trung tâm của ngân hàng nhà nước cũng như tỷ giá hối đoái của Việt Nam đồng trên đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng liên tiếp, đặc biệt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định tăng lãi suất lần thứ hai kể từ đầu năm vào ngày 13 tháng 6 vừa qua, thì đồng Việt Nam đã ghi nhận những mức bắt giá cao hơn mức biến động của tỷ giá của hơn 6 tháng trước đó. Sóng tỷ giá đã được các thành viên thị trường nhìn nhận và đánh giá như thế nào? Kịch bản nào cho những tháng cuối năm? Chuyên đề ngày hôm nay sẽ đề cập tới vấn đề trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Và trước tiên mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp ngay sau đây. 1,04% là mức biến động của tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2018, với mức tăng 235 đồng so với đầu năm 2018. Trong đó, tháng 5 và tháng 6, cao trào tăng của tỷ giá đã được ghi nhận. Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm nay, tỷ giá trung tâm vượt mốc 22.650 đồng một đô la Mỹ. Còn tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá hối đoái cũng liên tiếp được các ngân hàng thương mại đẩy lên cao trong thời gian vừa qua. Mức tăng của tỷ giá tính tới thời điểm ngày 30 tháng 6 là 240 đồng, xấp xỉ 1,06% so với phiên giao dịch đầu năm. Sóng tỷ giá biến động nhanh nhất kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định tăng lãi suất cơ bản lần thứ hai trong năm vào ngày 13 tháng 6 vừa qua, và dự báo mức độ tăng sẽ nhanh hơn trong những tháng cuối năm. Sau nửa tháng tổ chức này tăng lãi suất, đồng Việt Nam đã mất giá 0,6%, còn tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước cũng ghi nhận mức tăng 0,3% trong nửa cuối 6 tháng vừa qua. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước cũng đã tăng tới 1,04% trong 6 tháng đầu năm. Dù vậy, so với nhiều đồng tiền khác tại khu vực châu Á hay ASEAN, đồng nội tệ của Việt Nam vẫn khá ổn định. Mức mất giá của các đồng tiền tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan hay Indonesia, Myanmar, mức mất giá đều trên 2% trong 2 tuần, thậm chí mức giá tăng còn lên tới 5% như đồng nội tệ của Myanmar. Tỷ giá biến động mạnh và ghi nhận mức tăng nhanh trong tháng 5 và tháng 6, đặc biệt là nửa cuối tháng 6 vừa qua. Theo các chuyên gia, những biến động này chịu tác động mạnh từ hai yếu tố bên ngoài. Sau nửa tháng kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chính thức tăng lãi suất đồng bạc xanh lần thứ hai trong năm, cũng như báo hiệu tốc độ tăng lãi suất nhanh hơn vào cuối năm nay, tỷ giá hối đoái trong nước đã nhanh chóng tăng giá, mức ghi nhận trong hai tuần vừa qua lên tới 0,6% và chiếm hơn một nửa so với mức tăng trong 6 tháng đầu năm. Chúng ta thấy rằng là đây là một động thái bình thường, bởi vì là nó gắn liền với cái động thái tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Chúng ta thấy rằng là vừa rồi Ngân hàng Trung ương Mỹ lại tiếp tục tăng giá, như vậy là tổng cộng 7 lần tăng lãi suất USD, và hiện nay đang ở mức 1,75 cho đến 2% lãi suất cho vay. Và mỗi khi Fed tăng lãi suất thì nó làm tăng cái giá trị đồng đô la. Thứ hai, Mỹ đã thực hiện cái chính sách thu hút đồng đô la về đầu tư ở Mỹ hoặc là giữ chân đồng đô la ở tại nước Mỹ, và do đó nó tạo ra một cái sự thu hút dòng tiền về Mỹ cộng với tăng giá trị đồng đô la. Và đồng tiền Việt Nam trong bối cảnh đó, và đặc biệt khi chúng ta thực hiện tỷ giá trung tâm, là cái tỷ giá nó biến đổi theo cái giá trị đồng đô la cũng như các đồng tiền khác mà chúng ta bám vào đó, thì đương nhiên nó phải có sự điều chỉnh tăng. Tôi cho rằng là nguyên nhân cốt lõi nhất, ảnh hưởng lớn nhất đến tỷ giá tại Việt Nam trong thời gian vừa qua đấy là các yếu tố từ bên ngoài. Đồng đô la trên thế giới đang tăng giá khá là mạnh so với các đồng tiền trên toàn thế giới, kể cả các đồng tiền mạnh của các thị trường phát triển cũng như các đồng tiền của các thị trường mới nổi, cụ thể như đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Thì khi mà các đồng tiền trên thế giới mà giảm giá so với đồng đô la, đặc biệt là đồng nhân dân tệ, giảm giá đến 3-4% chỉ trong một thời gian ngắn, thì cái việc đồng Việt Nam đồng cũng giảm giá so với đồng đô la. Bên cạnh đó, những yếu tố trong nước như lạm phát, thâm hụt cán cân thương mại và đặc biệt là sự sụt giảm của thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua cũng đã tạo thêm cơ sở cho đồng nội tệ mất giá nhanh hơn. Cái vấn đề thứ hai mà tôi nghĩ rằng là nó cũng là một cái nguyên nhân chính, đó chính là cái thị trường chứng khoán của nhà mình ấy, nó cũng đã, tức là khi thị trường chứng khoán sụt giảm và các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng là rút vốn ra khỏi thị trường, và điều này nó cũng gây áp lực một chút, đôi chút đến cái cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, nếu so với mức mất giá của các đồng tiền tại các quốc gia khác thì rõ ràng sự mất giá của đồng Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, việc điều chỉnh tỷ giá trong thời gian vừa qua thể hiện sự chủ động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đây là điều cần thiết. Cái việc mà điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước tôi nghĩ rằng là thiên về mang tính chất chủ động của nhà điều hành nhiều hơn, để khiến cho Việt Nam đồng, cái mức mất giá của Việt Nam đồng nó vẫn đảm bảo được cái khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam khi mà các nước cạnh tranh với chúng ta họ đang bị mất giá mạnh đồng nội tệ của họ.
thì cái sự điều chỉnh tỷ giá của ngân hàng nhà nước là mang tính chủ động nhiều hơn là bị mang tính bị động, tức là do các yếu tố khách quan ép buộc phải làm điều đó, mà là chủ động để bảo vệ cái khả năng cạnh tranh xuất khẩu của chúng ta. Cái việc điều chỉnh tỷ giá ở Việt Nam là cần thiết, và đây là áp lực từ bên ngoài, không phải do cái nội tại của chúng ta không đủ sức giữ mà chúng ta phải điều chỉnh tỷ giá. Vì cái lý do từ bên ngoài ảnh hưởng đến Việt Nam cho nên là chúng ta không có nhiều lý do để quá lo ngại đối với cái tình hình ở Việt Nam. Bởi vì tôi thấy rằng là cái nguồn cung ngoại tệ cũng như là cái dự trữ ngoại hối của Việt Nam vẫn khá là tốt và sẽ đảm bảo cho cái ổn định ở vĩ mô, giúp chúng ta có một cái bước đệm khá là vững chắc để chống lại bất kỳ một cú sốc nào lớn từ bên ngoài. Và việc điều chỉnh tỷ giá của Việt Nam là đang thấp hơn khá nhiều so với các nước trong khu vực. Cũng theo quan điểm của nhiều chuyên gia kinh tế, mức giảm giá hiện nay của tiền đồng chưa quá lớn và chưa có ảnh hưởng nhiều đến các cân đối vĩ mô khác, chưa tạo ra nhiều áp lực cho việc trả nợ nước ngoài của chính phủ Việt Nam. Tỷ giá hối đoái biến động các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ chịu tác động như thế nào? Phóng sự sau sẽ giúp quý vị có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Liên tiếp 2 tháng, tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la Mỹ điều chỉnh tăng. Tỷ giá mua bán tại các ngân hàng thương mại có những lúc phá vỡ ngưỡng 23.000 đồng trên 1 đô la Mỹ. Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu là những đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ tỷ giá. Về nhập khẩu thì sẽ bị lỗ một chút về tỷ giá, còn những doanh nghiệp xuất khẩu thì có thể sẽ được lợi một chút về tỷ giá. Tuy nhiên nếu như nhìn lại từ đầu năm đến giờ thì cái mức điều chỉnh tỷ giá tầm khoảng 1% thì nó cũng không phải là quá nhiều. Nếu như mà cả năm chúng ta điều chỉnh khoảng 2% thì đây cũng là điều mà nằm trong dự báo và nằm trong kế hoạch của các doanh nghiệp, và các doanh nghiệp phải có kế hoạch để chủ động cho vấn đề này. Doanh nghiệp chịu hai tác động khác nhau. Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu thì chắc chắn nó sẽ làm tăng cái giá trị nhập khẩu hàng hóa lên, và do đó là hàng bán sẽ bị đắt lên và chúng ta sẽ bị chịu cái ảnh hưởng của lạm phát ngoại nhập thông qua các cái hàng nhập ngoại như vậy, và như vậy là nó đe dọa cái mục tiêu áp lực lạm phát ở trong nước. Thế còn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thì rất là tốt, bởi vì nó giúp cho cái sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu cao hơn và nó sẽ mở rộng thị phần sức cạnh tranh của các hàng hóa này. Tỷ giá tăng có tính hai mặt, nhưng nếu xét về tổng thể, cộng đồng doanh nghiệp vẫn mong chờ một tỷ giá hối đoái ít biến động để phục vụ cho chiến lược kinh doanh lâu dài. Tuy nhiên, mức biến động trên 1% trong 6 tháng đầu năm vẫn nằm trong dự tính của các doanh nghiệp. Chính vì vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp trong những tháng cuối năm cũng không vì thế mà suy giảm so với giai đoạn đầu năm. Trong 5 tháng đầu năm, tín dụng ngoại tệ đã tăng trưởng tới 8%, theo con số của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia công bố. Còn với các doanh nghiệp thì bản thân các doanh nghiệp xuất nhập khẩu họ đã lường trước được việc điều chỉnh tỷ giá. Và thực tế cho thấy là trong thời gian 4 tháng đầu năm tỷ giá rất ổn định. Chỉ trong thời gian này tỷ giá mới có một chút thay đổi. Thì cho rằng là nếu như tỷ giá còn tiếp tục thay đổi thì nó vẫn có đâu đấy nằm trong cái khoảng mà kế hoạch của các doanh nghiệp đã dự trù trước. Cái xu hướng đi vay bằng ngoại tệ nó vẫn sẽ là xu hướng phổ biến, và đặc biệt là đối với những cái đối doanh nghiệp mà thuộc cái đối tượng được vay bằng ngoại tệ, đó là những cái doanh nghiệp có nguồn thu về ngoại tệ trong cái theo cái quy định của ngân hàng nhà nước. Hiện nay kỳ vọng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mức mất giá của đồng nội tệ đâu đó dưới mức 3%. Với những yếu tố thuận lợi về nguồn cung ngoại tệ hiện nay, với lượng dự trữ ngoại hối quốc gia vẫn duy trì trên 60 tỷ đô la Mỹ, thì việc biến động mạnh của tỷ giá là khó xảy ra. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn không nên chủ quan, mà thay vào đó doanh nghiệp vẫn nên tìm đến các sản phẩm phái sinh để giảm thiểu rủi ro tỷ giá nếu như nền kinh tế gặp những cú sốc quá lớn. Theo tôi biết thì các doanh nghiệp đi vay ngoại tệ họ kỳ vọng là Việt Nam đồng chỉ mất giá khoảng 1-2%, thậm chí cùng lắm là 3% thôi. Chứ còn nếu như mức mất giá cao hơn, ví dụ trên 5% là ngoài cái kịch bản của họ, thì tôi cho rằng là chúng ta cũng không thể dám chắc là không có một cái rủi ro nào có thể xảy ra cả. Vì thế là đối với các doanh nghiệp ở góc độ vi mô thì tôi cho rằng là vẫn cần tìm hiểu các cái kênh để phòng ngừa những cái rủi ro đó, đặc biệt là rủi ro biến động tỷ giá. Có thể tìm đến các cái công cụ hỗ trợ ở tài chính từ phía ngân hàng, ví dụ như các cái hợp đồng về kỳ hạn hay hợp đồng hoán đổi tỷ giá chẳng hạn, thì tôi nghĩ cũng là một cái kênh phòng ngừa rủi ro. Bởi vì thực chất là các doanh nghiệp khi mà họ vay ngoại tệ thì cái họ cần nhất đó là mọi thứ nằm trong dự báo của họ để họ có thể chủ động được cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Và dĩ nhiên những doanh nghiệp linh hoạt và thích ứng trong mọi hoàn cảnh là những doanh nghiệp sẽ được các dòng tiền đầu tư quan tâm nhiều nhất. Dù có biến động mạnh trong 2 tháng vừa qua, cũng như chịu tác động mạnh từ chính sách từ các quốc gia khác, song các chuyên gia đều tin tưởng vào điều hành chính sách tiền tệ nói chung và tỷ giá nói riêng của Ngân hàng Nhà nước.
tỷ giá không biến động quá lớn trong năm 2018 là điều mà các chuyên gia dự báo. Theo nhận định của giới chuyên gia kinh tế, từ nay cho tới cuối năm, sự biến động của tỷ giá vẫn phụ thuộc nhiều vào sức khỏe của nền kinh tế trong nước. Nhưng yếu tố mang tính quyết định về những biến động của tỷ giá hối đoái hay thị trường ngoại hối vẫn phụ thuộc vào chính sách từ nền kinh tế Mỹ. Chừng nào còn có cái sự điều chỉnh tỷ giá từ bên ngoài thì đồng Việt Nam đồng còn có xu hướng cần phải tiếp tục giảm giá. Tôi lấy ví dụ nếu như mà đồng nhân dân tệ đã điều chỉnh 3% và người ta còn có thể điều chỉnh đến 4-5% nữa thì việc đồng Việt Nam đồng của chúng ta cần phải điều chỉnh một tỷ lệ nhất định là tôi nghĩ là cần thiết. Tuy nhiên chúng ta không cần thiết phải điều chỉnh hoàn toàn bằng cái mức điều chỉnh của đồng nhân dân tệ. Tỷ giá của Việt Nam từ nay cuối năm nó phụ thuộc rất nhiều vào độ ổn định của nền kinh tế, sức mạnh của từng cái đơn vị, đặc biệt là ngân hàng, cũng như là chính sách tỷ giá của Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay nếu chính sách tỷ giá vẫn là tỷ giá trung tâm đó, cộng với trong bối cảnh giả định là nước Mỹ sẽ tiếp tục tăng cái lãi suất ngân hàng, lãi suất của Fed theo cái kế hoạch thì chắc chắn là áp lực tỷ giá sẽ còn lên. Tuy nhiên mức độ lên sẽ không cao lắm, bởi vì là nước Mỹ cũng đang chủ trương không muốn một đồng đô la Mỹ quá là đắt. Với bước đệm hiện nay về dự trữ ngoại hối lớn, thanh khoản ngân hàng dồi dào, tỷ giá được dự đoán sẽ vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, mức tăng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Tôi cho rằng là Ngân hàng Nhà nước đang đi rất là đúng hướng trong việc điều hành chính sách tiền tệ bằng rất được sử dụng nhiều công cụ, bao gồm cả công cụ về hành chính cũng như công cụ về thị trường. Thì tôi cho rằng là với những cái bước đệm về dự trữ ngoại hối cũng như là cái độ linh hoạt về mặt chính sách của chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được tỷ giá trong năm 2018 với cái mức điều chỉnh theo mục tiêu được trên tầm khoảng 2%. Theo cái số liệu mà chúng tôi có được thì từ đầu năm cho đến nay thì tỷ giá trên thị trường ngoại hối chính thức, tức là tỷ giá trung tâm, sẽ tăng khoảng 1%. Trong khi đó thì là cái tỷ giá mà trên thị trường tại các ngân hàng thương mại cũng như là tỷ giá tại thị trường tự do thì nó tăng dưới 1%. Thì do đó mà với cái mức tăng như thế thì tôi cho rằng là từ giờ đến cuối năm thì có lẽ là tỷ giá cũng không tăng quá mức 2% và nó nằm hoàn toàn theo cái khả năng kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Tôi vẫn cho rằng là từ giờ tới cuối năm cái việc mà điều chỉnh tỷ giá trung tâm sẽ vẫn theo cái cơ chế trườn bò, tức là mỗi có thể là có ngày tăng ngày giảm nhưng mà sẽ theo cái xu hướng tăng nhẹ dần lên, điều chỉnh vài đồng gì đó qua mỗi phiên chẳng hạn. Và cái mức mất giá trong cả năm nay tôi dự báo đối Việt Nam đồng nó sẽ ở quanh đâu đó khoảng 2-3% là cùng thôi, còn nếu không thì nó sẽ ổn định quanh mức 2%. Còn theo đại diện Ngân hàng Thế giới, về cơ bản vẫn tin tưởng vào khả năng bình ổn thị trường ngoại hối của Việt Nam, nhưng vị chuyên gia này cũng khuyến nghị nhà điều hành chính sách tại Việt Nam cũng không nên chủ quan trước các biến động của tỷ giá dù là nhỏ nhất. Việt Nam là nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, có độ mở cao, chính vì vậy nhạy cảm hơn với những biến động kinh tế thế giới, đặc biệt là về tỷ giá, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, không nên chủ quan với các vấn đề trong và ngoài nước trong thời gian tới. Từ nay cho tới cuối năm, việc tiếp tục ổn định tỷ giá được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Và trong bối cảnh nhiều áp lực với tỷ giá, chính sách tiền tệ cần có sự phối hợp tốt với các chính sách vĩ mô khác để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu đề ra. Đến đây chương trình tạp chí Ngân hàng xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.